Tối qua, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng với Thành đoàn Cần Thơ, VTV Cần Thơ và Quỹ Đồng hành Nhà nông, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức chương trình trao học bổng tiếp sức đến trường, gieo mầm trên đất chín rồng. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự. Theo thông tin chúng tôi cập nhật, có 110 tân sinh viên đến dự từ 11 tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã nhận được học bổng, mỗi suất là 15 triệu đồng. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhưng có khát vọng học tập, dư lên trong cuộc sống. Ngoài ra, chương trình còn dành học bổng cho các tân sinh viên tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tổng cộng có hơn 1.200 tân sinh viên được nhận học bổng trong năm nay với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình còn dành 20 suất đặc biệt với trị giá 50 triệu đồng cho cả 4 năm học. 2023 là năm thứ 20 học bổng tiếp sức đến trường đồng hành cùng tân sinh viên, cùng với báo Tuổi Trẻ, còn có sự chung sức từ rất nhiều tấm lòng vàng khắp cả nước. Tất cả đã mở ra cơ hội để các em sinh viên dựng bước trên giảng đường đại học. Mồ côi cha, mẹ lại bỏ đi, Xuân Mai phải ở cùng cậu mợ. Kinh tế khó khăn nhưng em vẫn nỗ lực học tập và là tân sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ. Để có tiền đóng học phí, em phải đi làm thêm vào những ngày cuối tuần. Em quyết định là mình sẽ phải có được một cái bằng đại học để sau này, tại vì em được một thầy chỉ dẫn cho em là sau này cái bằng đại học sẽ là một cái cần câu cơm để kiếm thêm thu nhập cho mình trong thời gian sắp tới. Những trường hợp khó khăn nhưng có ý chí vươn lên như Xuân Mai sẽ có cơ hội hiện thực hóa ước mơ từ học bổng tiếp sức đến trường. Chương trình do báo Tuổi Trẻ phát động, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xét hỗ trợ học bổng, góp phần giúp các em dựng bước đến trường. Trong tương lai thì chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng xã hội cùng chung tay cùng với chúng tôi để giúp cho các em có thể là khi ra trường có được công việc để mà các em có thể là thực hiện được ước mơ hoài bão và xứng đáng với những kỳ vọng mà bạn đọc, người dân rồi cộng đồng đã gửi đến cho các em. 20 năm khởi xướng, chương trình tiếp sức đến trường để giúp đỡ hơn 23.000 sinh viên đến với giảng đường đại học cao đẳng. Nhiều em đã học thành tài và hỗ trợ lại các bạn sinh viên khó khăn hơn. Đồng hành với chương trình là những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ một phần kinh phí. 20 năm qua chúng ta đã thấy biết bao nhiêu cái suất học bổng đã được gửi đến cho các em tân sinh viên. Và cũng ngần ấy, những em sinh viên đã được ra trường, đã trở thành những công dân tốt. Trong đó có những sinh viên ra trường đã trở lại, cống hiến lại, phục vụ lại cho những cái chương trình này. Thì đây là một cái điều làm mà giúp cho cái xã hội càng ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước với những sinh viên này sẽ còn nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân sẽ là động lực để các em viết tiếp ước mơ về một tương lai tươi sáng. Ngày cuối tuần chắc hẳn là nhiều khán giả sẽ đi tham quan, nghỉ ngơi cùng với gia đình và người thân. Có một địa điểm rất đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả, đó chính là thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt là bởi ở các tuyến đường thành phố này bỗng trở nên lung linh với rất nhiều trái cầu đầy màu sắc được treo trên khoảng 80 cây bằng lăng dọc hai bên đường. Mỗi cây được treo 6 trái với gần 500 đèn LED đơn sắc như là trắng, vàng, xanh dương, xanh lá và màu hồng. Tổng kinh phí của công trình này là hơn 1,1 tỷ đồng. Nhiều người dân địa phương và du khách tỏ ra thích thú với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, tạo sức hút cho thành phố về đêm. Đây là một trong các công trình trang trí phục vụ Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất được tổ chức vào cuối năm nay. 300 thùng đựng rác vừa được trao tặng cho thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam nhằm góp phần bảo vệ môi trường cho thành phố biển. 300 thùng rác được trao đợt này có tổng giá trị 265 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Công trình Công cộng thành phố Phú Quốc sẽ phối hợp với các xã, phường, khảo sát các tuyến đường và khu dân cư, bố trí điểm đặt thùng rác để người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Thành phố Phú Quốc là hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam. Theo thống kê của tổ chức WWF, vào năm 2020, Phú Quốc có khoảng 142 tấn rác mỗi ngày, trong đó có khoảng 24 tấn rác thải nhựa. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ nay đến cuối năm, tình hình thiên tai được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp. Mưa bão, dông lốc có thể xuất hiện, tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Chính vì thế mà mới đây tỉnh Vĩnh Long đã chủ động xây dựng hai kịch bản để ứng phó với mưa, lũ, triều cường, bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2023 trên địa bàn. Có hai trường hợp được đặt ra, thứ nhất là lũ nhỏ, triều cường ở mức thấp, sắp xỉ báo động 3. Thứ hai là lũ lớn, triều cường vượt báo động 3 với cấp độ rủi ro thiên tai, lũ, ngập lụt là cấp độ 2. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, toàn tỉnh sẽ có 66 vùng kém an toàn với diện tích 22.570 ha. Để ứng phó, tỉnh tập trung vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có và các công trình đã thực hiện hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 2023. Đồng thời tỉnh tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao, đường giao thông, hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao tại các tuyến đường ở đô thị. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến và dự báo lũ, triều cường đến tất cả các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư dùng ảnh hưởng ngập lụt để kịp thời tổ chức ứng phó. Tiếp tục cập nhật thông tin về 13 ngư dân mất tích trên vùng biển quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Tại hiện trường hiện còn có 3 tàu của quân chủng hải quân và một tàu cảnh sát biển vẫn liên tục rà soát mặt biển theo hướng dự đoán có ngư dân trôi giạt. Từ hôm qua đến nay, một tàu được điều động trở lại tọa độ có 2 tàu cá bị chìm để tìm kiếm lại. Nhưng đến tối qua, công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích vẫn chưa có kết quả. Từ ngày mai, các tàu tiếp tục vừa làm nhiệm vụ thường xuyên trên biển, vừa kết hợp tìm kiếm, đồng thời thông báo cho các tàu hàng, tàu cá hoạt động trong khu vực. Khi phát hiện thì báo ngay cho cơ quan chức năng. Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường chưa thể khởi công trong năm nay như kế hoạch, mặc dù mặt bằng đã sạch. Trong thời gian chờ Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng và Cục Kinh tế Xây dựng thẩm định, chủ đầu tư sẽ rà soát danh mục vật tư, thiết bị ngoài, thông báo giá sở xây dựng để gửi thẩm định làm cơ sở xác định giá dự toán thiết kế, dự toán gói thầu. Và để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau đã cử cán bộ chuyên môn thường trực tại Hà Nội để khi Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng và Cục Kinh tế Xây dựng có yêu cầu bổ sung hoặc là các vấn đề liên quan đến dự án sẽ có cán bộ xử lý kịp thời. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ Casuco đã thông qua nghị quyết tạm dừng hoạt động nhà máy đường Phụng Hiệp trong niên vụ 2023-2024. Đây là kết quả sau khi Casuco lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Bên cạnh việc tạm dừng sản xuất nhà máy đường Phụng Hiệp, Casuco sẽ thực hiện giải quyết lao động theo quy định và các tồn tại có liên quan. Theo báo cáo của Casuco, niên vụ 2022-2023 vừa qua, nhà máy đường Phụng Hiệp của đơn vị này chỉ ép được hơn 14.500 tấn mía. Kế hoạch ban đầu là 80.000 tấn. Với kết quả hoạt động lỗ trên 21,3 tỷ đồng, kế hoạch ban đầu là lãi 2,02 tỷ đồng. Những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành mía đường khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày càng sa sút, khiến không ít hộ nông dân phải lần lượt bỏ loại cây trồng vốn từng một thời mang lại thu nhập cao. Mới đây trên tuyến quốc lộ 30 đoạn qua thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng kiểm tra xe mô tô do đối tượng Lê Văn Hoài Ân, ngụ huyện Thanh Bình điều khiển thì phát hiện trên xe có chở trên 46 cái thịt chó đã giết mổ. Đáng chú ý, đối tượng này không xuất trình được giấy tờ liên quan về kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y theo quy định. Trước đó, ngày 15 tháng 10 vừa qua, cũng trên tuyến quốc lộ 30, tổ công tác phát hiện đối tượng Cao Văn Đoàn, ngụ tỉnh Đồng Nai, vận chuyển trên 100 cái thịt chó đã giết mổ, không có giấy tờ kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Đối tượng khai mua thịt tại huyện Thanh Bình, vận chuyển về huyện Tháp 10 và huyện Lấp Vò để tiêu thụ. Trong tiểu mục đường dây nóng trước đây, VTV Cần Thơ từng phản ánh về việc họp chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, gây mất an toàn giao thông. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, nhưng theo ghi nhận của các phóng viên, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Từ khoảng 16 giờ hàng ngày, hàng chục người bắt đầu dọn hàng để mua bán. Tình trạng này diễn ra lộn xộn nhất là vào giờ công nhân tan ca, nhiều người bất chấp dừng xe ngay trên cầu để mua bán hàng. Đáng quan ngại là tuyến đường tỉnh 920 đi xuyên qua khu công nghiệp Trà Nóc nên thường có nhiều xe tải hạng nặng lưu thông. Mỗi khi đến cầu Rạch Chôm, tài xế xe tải phải bấm còi inh ỏi, thậm chí lấn qua làn đường bên cạnh để tránh những người đi chợ này. Cũng tại thành phố Cần Thơ, một khu dân cư với hàng trăm hộ dân tại phường Hưng Thành, quận Cái Răng
không có lối đi an toàn để qua sông. Nguyên nhân là do một công trình xây dựng trái phép đã cản trở việc thi công cầu. Giao thông bị chia cắt đã đành, hàng loạt hệ lụy khác cũng đã và đang ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. Cầu Ngã Bác trước đây có chiều rộng 2 mét, là lối ra vào duy nhất của một khu dân cư gồm 600 hộ. Sau khi người dân hiến đất làm đường, cầu Ngã Bác được quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thi công mở rộng. Đến nay, đã gần 2 năm, công trình vẫn chưa thể về đích. Để gánh hàng ngàn lượt xe qua lại mỗi ngày, địa phương đã dựng tạm một cây cầu khác. Công trình sẽ làm cầu tạm cho dân mình đi đỡ trong vòng 3 tháng à. Dự định làm cầu là 3 tháng à. Nhưng bây giờ nó quá rồi, nó tới năm mấy rồi, chưa rồi, là dán nó bắt buộc nó phải hư nè. Phụ nữ chạy không té hoài. Té nhưng mà nhờ có hai cái lan can là không rớt xong. Đồ đạc có thể rớt xong nhưng mà người ta thì vướng là được. Đây là những tấm ván cũ của cây cầu tạm được tháo ra. Do đã xuống cấp nghiêm trọng nên người dân đã tự đóng góp kinh phí để đóng lại cây cầu. Tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp trước mắt, bởi vì mùa ngập trong năm đang tới gần. Người dân cho biết là cây cầu tạm này có nguy cơ bị ngập hoàn toàn. Tích cóp được một khoản tiền, anh Tâm quyết định tự tay xây sửa lại căn nhà. Cầu chưa xong nên xe chở vật liệu cũng không thể vào. Cứ thế mỗi ngày anh đi hơn chục chuyến xe máy để mang vật liệu vào nhà. Cái đường đi chuyển đồ gì nó khó khăn, thành ra kéo dài thời gian của tôi, thành ra không có đi làm gì được hết. Dạ tôi mất đó, thì không có liệm được ở nhà. Bởi vì liệm thì vô cái hòm thì không thể bưng ra được cái ngang cái cầu. Phải bưng cái xác mà nhờ đem ra ngoài chùa, đó mới là tổ chức đám tang. Giao thông bị chia cắt, cuộc sống của hơn 1.000 nhân khẩu bị đảo lộn. Nguyên nhân là do cây cầu bị vướng một công trình trái phép không chịu di dời. Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh đã nhiều lần ra quyết định xử phạt, yêu cầu chủ công trình bàn giao lại mặt bằng, nhưng vẫn chưa có kết quả. Đối với cái hộ này ở ngoài địa phương, họ cố tình trốn tránh né tránh. Mà hiện nay thì đối với trường hợp trốn tránh rất là khó xử lý. Trong quy định pháp luật vi phạm hành chính thì cũng không có hướng dẫn cụ thể cái cách xử lý như thế nào, cái quy trình như thế nào. Do đó phường thì lúng túng trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Điều người dân lo ngại hơn lúc này là khi xảy ra quả quạng hay có trường hợp cấp cứu y tế, các loại xe chuyên dụng sẽ không thể tiếp cận. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này và phản ánh đến quý khán giả khi có diễn biến mới. Nếu quý khán giả có những khó khăn, bức xúc chính đáng, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên của chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi. Những thông tin thời tiết sẽ tiếp nối chương trình. Chào chị Hồng Quyên, ngày hôm nay thời tiết ở thành phố Cần Thơ như thế nào vậy chị? Dạ xin chào ngày mới trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả. Buổi sáng ngày hôm nay, thời tiết hầu khắp ở khu vực miền Tây cũng như là tại Cần Thơ sẽ khá đẹp. Như quý vị nhìn thấy, trời chủ đạo là nắng đang xen cùng với những khoảng mây. Nhiệt độ buổi sáng ngày hôm nay dao động trong ngưỡng là 27-29 độ. Và trời sẽ bắt đầu nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất ngày cũng khoảng là 31 độ vào lúc 2 giờ chiều. Sau đó thì khả năng là đến 4 giờ chiều sẽ có những cơn mưa bắt đầu xuất hiện và mưa làm cho bầu không khí dịu đi, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 31 cho tới 28 độ. Không chỉ có Cần Thơ đâu mà nhiều khu vực khác ở các tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa dông trong buổi chiều ngày hôm nay. Cục bộ có những điểm mưa vừa và mưa to như là tại Long An, Đồng Tháp, An Giang hay ở khu vực ven biển như là ở Kiên Giang hay là ở Cà Mau. Trong mưa dông thì quý vị cần đề phòng có thể đi kèm với gió giật, lốc xoáy nguy hiểm. Thưa quý vị, trong những ngày mưa dông như thế này, khi mà chúng ta đi ra ngoài đường mang theo áo mưa thì lưu ý nên lựa chọn những bộ áo mưa gọn gàng như thế này. Tránh loại áo mưa một mảnh có thể bị gió thổi làm hất ngược tà trước lên và đồng thời gây cản trở tầm nhìn của chúng ta. Còn tà sau rất dễ bị quấn vào bánh xe gây nguy hiểm. Khi mà đi qua những cung đường nên giảm tốc, quan sát thật kỹ, kể cả những cung đường mà chúng ta vốn đã thuộc nằm lòng. Đặc biệt là ở những tuyến đường mà có nhiều cây xanh ở hai bên như thế này, cần đề phòng với gió giật mạnh làm cho cây gãy đổ và có thể bị bật gốc. Chuyển sang thông tin dành cho thành phố biển Phú Quốc. Vào chiều ngày hôm nay thì mưa dông cũng có thể xuất hiện ở nơi đây, còn trước đó trời vẫn có những khoảng nắng đang xen cùng với mây. Nhiệt độ trong ngày vừa phải, ở ngưỡng khoảng 31 độ.
Ở đây có gió biển thổi đều giúp cho bầu không khí trở nên thoáng đãng hơn so với trong đất liền. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Kiên Giang cảnh báo có mưa dông có thể đi kèm với lốc xoáy nguy hiểm. Trong mưa dông có gió giật khoảng cấp 7 đến cấp 8 và mưa thì cũng làm cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Quý khán giả thân mến, ngày cuối tuần, ngoài việc đi đây đó cùng với người thân, bạn bè, thì nhiều chị em sẽ vào bếp để chế biến các món ăn cho cả gia đình của mình cùng thưởng thức. Chính vì thế mà cứ đến Chủ nhật hàng tuần thì miền Tây hôm nay buổi sáng là dành những phút cuối để giới thiệu những món ngon dành cho quý khán giả. Sáng tạo chính là chìa khóa giúp làm mới các món ngon được chế biến từ cua biển. Một trong số đó chính là món cua nấu lẩu chao. Chính sự kết hợp đa dạng hương liệu và gia vị đã tạo nên món ăn vừa ngon vừa lạ miệng. Chúng ta hãy cùng xem đặc sản của bà con xứ biển Cà Mau độc đáo như thế nào nha. Cua ở Cà Mau nổi tiếng khắp mọi miền nhờ thịt chắc ngọt. Theo kinh nghiệm của bà con, để có nồi lẩu chao ngon, phải lựa cua có phần hông và yếm cứng. Phần gạch cua được tách riêng để chế biến như một loại gia vị, vừa thơm vừa bắt mắt bởi màu sắc vàng ươm của gạch. Món lẩu ngon phải có rau ăn kèm. Bồ bồn tươi là một trong những loại không thể thiếu. Ở Cà Mau, loại rau đặc sản này có rất nhiều. Cũng là những nguyên liệu quen thuộc, nhưng bà con nơi đây có cách chế biến rất riêng để phát huy hết sự tinh túy của món ăn. Cái này em thấy thường thường á, khoai môn á thì người ta hay là chiên xong rồi người ta mới nấu, nhưng ở đây sao em thấy chị để khoai sống luôn vậy chị? Chị để khoai sống á, làm cho nó hòa quyện với cua với chao, cái mùi chao nó rất ngon. Cái chiên á thì nó không có gã ra được, nó cái mùi của khoai môn nó không có còn. Người dân Cà Mau luôn tự hào về loại cua biển ngon nức tiếng của quê hương mình. Việc chế biến đa dạng các món ăn làm từ cua cũng là cách góp phần quảng bá sản vật quê hương đến với du khách gần xa. Vào những ngày mưa lất phất rồi có thêm nồi lẩu nóng hổi, hương chao thơm lừng nữa, mới xem qua là cảm thấy đói bụng cồn cào rồi. Và hy vọng rằng đây sẽ là một gợi ý thú vị dành cho các chị em phụ nữ trong ngày cuối tuần. Món vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sáng nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.